Đơn hàng 7 món của bạn Thu Hồng đến từ Hà Nội. Đầu tiên là một tấm sticker lớn. Tiếp theo là một cái nhíp gấp sticker. Hộp sticker 12 tấm. 2 tấm sticker dài chống nước. Set 25 tấm sticker gấu dâu. Sổ tay học từ vựng. Và cuối cùng là cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Liam cảm ơn bạn Thu Hồng đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 99k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Anh Thơ đến từ Hậu Giang. Món đầu tiên là một tấm sticker dài chống nước. Tiếp theo là sổ sticker mini loại 12 trang. Sổ tay học từ vựng. Tranh số hóa phong cảnh kích thước 20x20cm. Và cuối cùng là sổ lưu trữ lô mô kẹt. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Anh Thơ đến từ Hậu Giang. Cảm ơn bạn Anh Thơ đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 94k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Lê Trung đến từ Long An. Món đầu tiên là 4 cái cham có miếng dán phía sau. Tiếp theo là set 25 tấm sticker các sản Kurumi. Món thứ 3 là set 10 dây buộc tóc có đính cham. Và cuối cùng là set 12 cây bút mực có đầu gheo xóa được. Liam cảm ơn bạn Lê Trung đến từ Long An để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 123k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Anh đến từ Đà Nẵng. Món đầu tiên là một bịch bông gòn nhồi squishy. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán biển 60 cái. Và cuối cùng là hộp 50 kẹp Blackpink 3 góc. Liam cảm ơn bạn Oanh đến từ Đà Nẵng để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 67k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Yến Linh đến từ Kon Tum. Món đầu tiên là bút xóa kéo trong vỉ. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng 60 cái. Và cuối cùng là 2 cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Liam cảm ơn bạn Yến Linh đến từ Kon Tum để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 74k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Viên Huy đến từ Nha Trang. Món đầu tiên là một cái nhíp gấp sticker. Tiếp theo là hộp sticker hình con tem. Và cuối cùng là một cuộn sticker chấm bi. Liam cảm ơn bạn Viên Huy đến từ Nha Trang để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 34k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Quỳnh Anh đến từ Thanh Hóa. Món đầu tiên là một tấm sticker dài chống nước. Tiếp theo là một cây bút mực đen. Và cuối cùng là một tấm sticker lẻ. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Anh đến từ Thanh Hóa đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 30k kẻ ship. Đơn hàng 1 món của bạn Yến Liên đến từ Quy Nhơn. Bạn mua một chiếc ly cắm bút tự lắp ráp. Liam có tặng cho bạn tấm sticker để bạn trang trí nè. Cảm ơn bạn Yến Liên đến từ Quy Nhơn để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 19k kẻ ship. Đơn hàng 1 món của bạn Thanh Huệ đến từ Điện Biên. Bạn mua cuộn sticker chống nước 23k. Cảm ơn bạn Thanh Huệ đến từ Điện Biên để ủng hộ shop Liam nha. Đơn hàng bé xíu xiu của bạn Nghi Băm đến từ Quảng Ngãi. Bạn mua một cuộn tem cảm ơn 500 miếng. Liam cảm ơn bạn Nghi Băm đến từ Quảng Ngãi đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 19k kẻ ship.